Sa xin cảm ơn lãnh đạo đã cho Sa một chút chia sẻ ngày hôm nay. Xin cho Sa mượn một tràng pháo tay để cảm ơn lời tri ân nhất. Sa tự giới thiệu tên đầy đủ của Sa là Châu Thị Minh Sa, 43 tuổi, đến từ thị trường Bình Thuận. Thì lần đầu tiên Sa đến môi trường ông quay từ lúc tháng 11 năm 2022. Sa đến chỉ đó một lần mà bọc chỉ có một ngày duy nhất mà Sa đã bắt gặp được cái môi trường này rất tuyệt vời và Sa yêu từ ngày ngày đó luôn. Xin mọi người cho Sa một cái tràng pháo tay để cảm ơn. Sa xuất thân làm công nhân, bao nhiêu năm làm công nhân rồi, vẫn cái cuộc sống mình nó bình yên rồi. Nhưng mà chỉ một lần đến đại hội thành công, chỉ một lần thôi mọi người ạ. Mà mình cảm thấy cái môi trường nó tuyệt vời quá. Người không quen biết mà cũng bắt tay nhau vui vẻ. Và cảm thấy cái sự yêu thương trong ánh mắt, nụ cười á. Mình cảm thấy sao mà nó tuyệt vời vậy. Từ đó giờ cái cuộc sống ở ngoài thì ngoài xã hội á, mình đi làm một người công nhân với công nhân với nhau mà ai làm giỏi làm dở cũng sự đố kỵ rồi. Mà tại sao cái môi trường này nó lớn vậy? Mà sao tại sao mọi người yêu thương nhau, chỉ dẫn những cái gì đều biết cho mọi người mới vào, mới tập tình, mình cảm thấy mình mới bước vào thôi. Mà mình tại sao thấy nó thân yêu vậy? Từ đó sao thấy môi trường tốt và sao về quê. Sao về quê, từ đi đại hội thành công một lần đó, sao về quê và sao thôi việc luôn trong ngày qua hôm sau sao nghỉ việc. Sao muốn đến môi trường này để tìm hiểu môi trường này. Từ vì bản thân sao biết cái môi trường này á, là chỉ một lần. Nhưng mà sản phẩm, niềm tin của Sa đã có viên sản phẩm rồi. Từ vì Sa xảy ra biến cố là Sa bị tai nạn, sự sống chết của Sa và đứa con trai của Sa cũng bị tai nạn xảy ra. Trong hai mẹ con uống dinh dưỡng Nutrilite, thử một lần nữa cho Sa xin mượn đôi bàn tay để Sa cảm ơn dẫn phẩm Nutrilite rất tuyệt vời. Có niềm tin của sản phẩm, niềm tin phải cho mình một niềm tin mình mới dùng được sản phẩm tốt. Mình tại sao mình biết được điều đó mà mình không mấy, không phải ai cũng được bảo cảm như niềm tin như vậy. Tại vì sao biết được cái niềm tin sản phẩm, yêu sản phẩm từ lúc mà đã bị sản phẩm xảy ra và từ đó dùng xong rồi đi đến môi trường, thấy một cái môi trường tốt, sản phẩm tốt thì sao bắt đầu mới tìm hiểu luôn, bắt đầu làm. Thì làm tháng đầu tiên sao làm chỉ có 5 ngày thôi mà sao đã đạt được 6%. Sao rất là tuyệt vời thôi mọi người ạ. Sao rất là mừng. Và tháng thứ hai sao đã dẫn thêm hai người gọi là tiếng dưới của sao. Là sao bắt đầu nỗ lực tiếp theo, vừa đi học, tiếp cận với lãnh đạo, học hỏi những người thành công đi trước, chỉ dẫn cho mình. Cái môi trường là tuyệt vời. Lãnh đạo thương yêu và chỉ dẫn mình từng bước đi cách học, cách nói, đều học cho mình. Và đến với môi trường này được gặp người thầy Trần Hữu Băng. Người thầy Trần Thần Kỳ này mình rất là tuyệt vời, rất là thích. Thầy đã dạy cho con người chúng ta bất cứ ai cũng làm được và bản thân Sa cũng làm được. Thì mọi người đó, một người Sa là một người phụ nữ năm không, từ ở quê không biết gì hết, đến môi trường lạ mà Sa làm chỉ có 5 tháng, ngày hôm nay Sa chỉ được 15% rồi. Sa cảm thấy nó tuyệt vời lắm mọi người ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Sa đạt 6%, tháng thứ hai Sa được 9%. Tháng thứ ba Sa được 12%. Thì thông qua Sa học cách thầy hướng dẫn, qua năm cửa tìm sáu tướng, thì cái cửa đầu tiên á, học tập. Sa lúc đầu tiên Sa nghe học tập Sa rất là sợ, tại vì mình là một người nghĩ chắc làm không được. Nhưng mà quá trình thầy dạy cho mình qua năm cửa tìm sáu tướng và theo sát lãnh đạo, theo lãnh đạo học tập OB và học minh họa sản phẩm. Và cửa thứ hai là mình tự dùng. Và bản thân Sa dùng 6% và Sa đi chia sẻ với mọi người. Bản thân mình có được niềm tin yêu sản phẩm. Và cửa thứ ba là tự bán hàng. Bán hàng là bán từ tâm, không phải bán gì sản phẩm đó bán rẻ để mình lấy tiền lời, tiền này về mình sử dụng. Không phải mà bán từ tâm, bán từ cái con người mình, từ trái tim, từ chân tình của mình đến với người đó, chia sẻ với người đó là sản phẩm tốt. Tôi dùng được, chị cũng dùng được và tất cả người dùng. Mình muốn sản phẩm tốt thì mình phải nói được bằng trái tim của con người của mình. Và cửa thứ ba mình bảo trợ thì mình vừa là tiếng dưới và vừa làm tiếng trên. Thì mình học cách mình làm sao, lãnh đạo chỉ sao thì mình lại diễn như tiếng dưới vậy. Mình trong vừa quá trình học và phải hành là mình vừa nhờ tiếng trên và được mượn sức tiếng trên. Xin một lần nữa cảm ơn tiếng trên luôn hỗ trợ cho mình trong thời gian qua.
để cho mình có tiếng dưới. Ngày hôm nay tiếng dưới mình, mọi người từ ở Bình Dương dù có mưa mà vẫn đi được, mình cảm thấy rất xúc động, hạnh phúc. Đến môi trường này thấy tuyệt vời lắm, mình rất là hạnh phúc. Những lời mà mình nói đây là tận đáy lòng. Thử bản thân xa là một người phụ nữ ở quê không biết gì hết, gọi là năm không mà chắc chắn là bản thân xa rất là nhiều không luôn á. Mình không có một cái gì hết, mình làm được thì xa tin chắc mọi người ai cũng làm được. Thì qua cách thầy chia sẻ, qua năm cửa tìm số tướng thì mình đã được qua ba bước rồi, bán hàng rồi, mình bảo trợ là bữa thứ tư, và bữa thứ năm là sao chép. Thì xa làm sao, chị xa chỉ hướng dẫn cho tiếng dưới làm vậy, và mình vừa học và vừa làm. Thì đó mới là vậy. Không phải mình vừa học mà mình phải học hết rồi mới thuộc bài mới làm được. Không có mọi người à, vừa học vừa làm, thầy cho mình là điều đó. Và mình phải muốn thành công là phải theo sát người thành công, mình mới thành công. Tiếp theo là chính là mình. Và ra thích nhất cái câu nói của thầy dạy là mình đơn giản, tin tưởng, nghe lời và làm theo. Thì người tiếp theo thành công chính là mình. Mình môi trường mình rất tuyệt vời, mình cảm thấy yêu môi trường này nhiều lắm. Bản thân sao mà nhiều khi nếu mà nói gì mà có sức khỏe đó, mà uống dinh dưỡng á, là sao nói cả ngày. Từ sao yêu từng sản phẩm, uống từng viên nào sao thích điều đó. Nó tuyệt vời lắm, sản phẩm uống tốt. Tại sao mình không đi chia sẻ với mọi người? Tự vì bản thân mà thường thường ông bà xưa nói là đau, đói thì ăn rau, mà đau thì uống thuốc. Nhưng bây giờ dinh dưỡng mình cũng có sức khỏe cho mình, thì mình chỉ cần đổi qua thôi, là mình đã dùng tốt bản thân mình rồi. Nó sức khỏe mình nó an toàn hơn. Và bản cái tiêu dùng á, thì mình hồi xưa đi là có sự ở ngoài đời, mình sống ngoài truyền thống á, mình mua là mình mất. Nhưng mà ngày hôm nay âm quay cho mình tất cả, mình mua rồi mình lại có lại tiền, thì tại sao mình không dùng cửa hàng của mình? Cửa hàng của mình đó chứ từ đâu? Mình xài và mình có tiền lại thì mình chia sẻ cho mọi người. Mình làm được thì tất cả mọi người ai cũng làm được. Và bản thân xa mục tiêu tháng này, xa vừa rồi thì ta được 15%, tháng này tháng 5 ta cố gắng được 18%, và trong vòng 2 tháng ta cố gắng được 21%. Và mỗi tháng xa từ ngày đi đại hội thành công thì xa chưa khi nào mà rời đổ thành công này nào. Xa rất yêu môi trường này. Một ngày làm ông quay thì suốt đời xa vẫn làm ông quay. Và xa chúc tất cả mọi người thành công trong môi trường này. Xin cảm ơn rất nhiều.